Hello cả nhà. Bây giờ ở Việt Nam là 8 giờ rưỡi, chắc mọi người vừa mới ăn tối xong. Ở bên Nhật thì đã là 10 giờ rưỡi tối rồi. Linh rất là buồn ngủ. Hôm nay là một ngày siêu sleepy. Nhưng mà mình mua được mấy cái snack của Nhật khá là vui. Mình sẽ review cho mọi người coi. Cái này là thật vị nho siêu ngon. Ở Nhật đang khá là lạnh, buổi sáng thì không quá lạnh nhưng mà về đêm thì rất là lạnh và rất là nhiều gió. Nhưng mà ra đường thì Linh thấy là chỉ cần một chiếc áo len với lại một cái áo khoác và một cái khăn với mũ là đủ sống rồi. Hôm nay mình chưa đi chơi được nhiều tại vì là sáng nay tới lúc 7 giờ rưỡi sáng xong rồi. Làm các thủ tục cũng khá là lâu mà bị lạc đường nữa nên là 12 giờ mới về đến khách sạn, xong rồi mệt quá lăn ra ngủ luôn. Ngon quá. Cái này rất là ngon. Mình sẽ thử tiếp thạch vị đào. Cái gói này nó có thạch vị nho nho màu tím, gọi là nho gì nhỉ, rồi nho muscat và quả đào. Mình đi chuyến này tầm một tuần mình mới về. Bên Tokyo bây giờ đang là chắc là 4 độ. Khá là lạnh. Ngày mai nghe nói sẽ có tuyết. Ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ là tầm 3 độ C, nhiệt độ tuyết. Nhưng mà mọi cửa hàng ở bên Nhật đóng cửa khá là sớm, có những cửa hàng đóng cửa từ 7 giờ tối mà 11 giờ sáng mới mở. Nên là ban nãy thì có định đi shopping một tí, tại vì hơi lâu rồi không được tiêu tiền, nhưng mà chẳng có nơi nào mở cả. Để cho mình vào tiêu tiền. Mình cũng sẽ đi trượt tuyết. Không biết trượt tuyết có khó hay không, nhưng mà mong là sẽ không có quá nhiều thương tích. Thề luôn, cái vị này ngon kinh khủng.
Cái này là nho tím nhưng mà nó kiểu giống như kiểu nho rượu ấy. Ngon quá. Này là múc bang thạch rau câu nha mọi người. Ngon quá. Mình nghĩ là khi mà mình về Việt Nam mình sẽ phải mua 10 bịch này. Nếu như mà có bịch nào mà chỉ có thạch rau câu vị nho tím hay hơn, mình sẽ mua 100 bịch luôn. Mình còn mua cả nước ép nho tím nữa mọi người ạ. Siêu mê nho tím luôn. Ở bên Nhật có rất là nhiều loại nho, có những loại rất là hay. Ví dụ như là ngày trước thì Linh có được ăn nho rượu, rồi nho trái tim, nho kẹo nhiều lắm. Nói chung là ở bên Nhật thì rất là nhiều loại nho, Linh thấy loại nào cũng ngon, nhưng mà cái loại mà Linh thích nhất là nho rượu. Và không phải cái loại nho này thì không phải là lúc nào nó cũng có, không phải quanh năm lúc nào cũng có, nên là nó cũng giá thành cũng khá là mắc, khá là hiếm, nhưng mà nó kiểu siêu ngon, siêu xứng đáng với giá tiền. Ngon quá. Hôm nay mình cũng uống rất là nhiều trà sữa nữa. Hôm nay mình nghĩ là mình đã uống hết 2 chai trà sữa vào buổi sáng, xong rồi mình vừa mua thêm 1 chai trà sữa nữa. Rất là ngon. Thời tiết ở đây quá là lạnh, thì cầm cái máy đi mà quay luôn ấy, buốt hết tay hết chân luôn. Xong rồi nếu như mà ra ngoài đường mà không có cái mũ và cái khăn là thề là không sống nổi luôn. Phương Nhi đâu có nhớ chị đâu. Phương Nhi mượn chị làm bình phong thôi. Mua 100 bịch rồi thì có định chia cho Phương Nhi không? Không. Bên này thì mình cũng vừa mới mua thêm mấy cái miếng dán giữ nhiệt. Chưa cảm thấy là quá cần mấy miếng dán giữ nhiệt đến vào ban ngày, nhưng mà có vẻ là rất cần vào ban đêm. Tại vì ban đêm không ánh nắng mặt trời nó kiểu siêu lạnh. Ban ngày có ánh nắng mặt trời, vẫn có rất là nhiều gió, nhưng mà ít nhất là còn nắng ấy. Nên là về chung thì nó sẽ ấm hơn rất nhiều ban đêm. Hà bảo Trà kéo đi ăn, nhưng mà Hà phải vào Sài Gòn cơ, tại vì Linh rất là ít về Hà Nội. Ok, mình sẽ cố gắng quay vlog. Tại vì thực ra cũng hơi khó ấy, cảm giác hình như là người Nhật, hình như không phải chỗ nào ở Nhật cũng sẽ được giơ máy lên và quay một cách rất là dễ dàng đâu, mà đặc biệt là ví dụ như ở trong các quán ăn khi mà quay các đầu bếp thì hình như là không được hay sao ấy. Bà vote cho tụi tôi ăn tối gì giờ? Ở Hà Nội thì đi ăn phở, ở Sài Gòn đi ăn cơm tấm giùm tôi nha. Sang Nhật xong rồi bao giờ sang Hàn?
Tinh rất là mong chờ chắc là mùa thu hoặc là mùa hè năm nay sẽ sang Hàn. Tới là hình như Phương Nhi cũng có đi Ấn Độ với Lưu Thị Linh hay sao ấy. Cái nước này ngon quá. Thúy Loan có đi cùng luôn, Thúy Loan đi từ từ Sài Gòn đến đến Tokyo xong rồi đi trực tiếp với mình xong rồi là bay sang Ấn Độ xong rồi bay sang Thái với mình luôn. Mười giờ mấy bên Nhật rồi kể chuyện ma đi bà. Có chuyện ma gì để kể nhỉ? Không biết nhiều chuyện ma. Nên ăn cơm tấm nha. Qua ga Shin Okubo để ăn đồ Hàn. Mình sang Nhật thì khá là thèm uni nên là mấy ngày nữa mình chắc chắn sẽ đi ăn uni. Thủy Loan không muốn xin visa luôn. Không muốn xin đi thẳng qua luôn. Không ai ngăn lại. Qua Nhật khá là vui. Ở đây có rất là nhiều thứ khác ở Việt Nam, văn hóa khác Việt Nam, phong tục khác Việt Nam, tính cách mọi người khác Việt Nam nữa. Ôi, mọi người có xem Alice in Borderland không? Tôi ở ngay chỗ cái chỗ setting quay quay King of Space luôn. Đúng rồi, ở Nhật thì không khí rất là trong lành. Nhưng mà cũng đâu thấy yên ắng lắm đâu ta. Thấy mọi người cũng rất là tấp nập. Nhưng mà chỉ có điều là mọi cửa hàng đóng rất là sớm. Không như Việt Nam thì ở Việt Nam thì tầm chỉ giữa 10 giờ mới đóng cửa. Xong rồi sáng thì cũng mở khá là sớm. Chắc mở từ 9 giờ 10 giờ sáng. Nhưng mà đây thì 11 giờ sáng mới mở. Và có những cửa hàng là 7 giờ tối đã đóng rồi. Mới tới Nhật được chưa có một ngày nên là chưa học được câu tiếng Nhật nào hết ấy. Thấy đứa làm đồ ăn mà sao không áp bài lên potato rising? Tại vì lười á. Giỡn chứ, tại vì thời gian edit reel trên Instagram xong rồi edit ảnh
Rồi nói chung là post bài lên Instagram đã mất hết thời gian rồi, nên là không còn thời gian cho potato rice things nữa. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Họ nói thế đúng không nhỉ? Chắc thế. Trà đào nhà hát hay là trà dâu Đông Du đi? Trà dâu Đen Vâu ở Đông Du. Trời ơi sợ lắm. Nhiều khi á Phương Nhi nó vào nhà từ lúc nào mình không biết luôn. Quá sợ. Kawaii.